Thưa quý vị, 16 đoàn với gần 170 vận động viên đã có mặt tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để sẵn sàng cho ngày khởi tranh giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân năm 2022, được diễn ra từ ngày hôm nay 12 đến 17 tháng 7. Không chỉ có số lượng vận động viên tham gia tranh tài đông nhất trong 10 năm trở lại đây, giải vô địch bóng bàn quốc gia báo nhân dân năm 2022 còn quy tụ những tay vợt bóng bàn chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam hiện tại như là Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Anh Tú, Mai Hoàng Mỹ Trang, Trần Mai Ngọc. Giải năm nay sẽ tranh tài ở 7 nội dung: đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Bên cạnh đó thì ban tổ chức còn tổ chức một số hoạt động bên lề như là bầu chọn hoa khôi, cuộc thi sáng tác ảnh nhanh để tạo bản sắc và dấu ấn riêng cho giải đấu năm nay. Nhằm nỗ lực đóng góp những dự án nghệ thuật cho thành phố Hà Nội cũng như là mang âm nhạc cổ điển trở thành món ăn tinh thần gần gũi với cộng đồng. Mới đây, Vimei với sự đồng hành và hợp tác chiến lược từ dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã tổ chức chương trình hòa nhạc giáo dục mang tên là Classical Wonderland. Sau 2 tháng tìm kiếm pianist thông qua chương trình Vimei, 5 nghệ sĩ chơi dương cầm trẻ chuyên và không chuyên khắp nơi tại Việt Nam đã được tuyển chọn kỹ càng để tham gia vào dự án nghệ thuật hòa nhạc giáo dục mang tên Classical Wonderland. Buổi hòa nhạc đầu tiên được tổ chức tại nhà hát lớn Hà Nội có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ piano Nguyễn Thái Hà cùng năm nghệ sĩ trẻ. Tại buổi hòa nhạc, các khán giả sẽ hòa mình vào xứ sở thần tiên thông qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lễ hội muông thú trong hang động của vua núi, Vũ khúc Hungary số 5. Toàn bộ chương trình được tổ chức miễn phí bởi Việt Nam Jazz Music Institute trong một hợp tác chiến lược cùng gian nhạc giao hưởng Việt Nam với mong muốn truyền cảm hứng tới cộng đồng và mang đến cơ hội khám phá âm nhạc cổ điển tới công chúng ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp xã hội.